Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới. Công an huyện Đông Sơn tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa yêu cầu Ban quản lý các bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tuân thủ quy định quản lý hoạt động vận tải. Theo đó, các đơn vị quản lý và khai thác bến xe khách chỉ đạo các bến xe kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi xuất bến, nhắc nhở hành khách thắt dây an toàn trước khi được chở trên phương tiện, tổ chức các dịch vụ phục vụ khách, tổ chức đưa đón xe ra vào bến an toàn thuận tiện, thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các bến theo chỉ đạo cơ quan y tế. Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải video phản ánh tình trạng các xe lưu thông trên quốc lộ 45 bật đèn pha có cường độ mạnh, làm ảnh hưởng và tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông cho các xe đi ngược chiều. Theo một số lái xe cho biết, dọc trên quốc lộ 45 đoạn từ huyện Thiệu Hóa về đến thành phố Thanh Hóa, phổ biến tình trạng các xe ô tô đi ngược chiều sử dụng đèn pha với cường độ khá mạnh, khiến xe đi ngược chiều chói mắt, không nhìn rõ đường. Theo Nghị định số 100 của Chính phủ, với hành vi này, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở cửa ngõ ra vào thành phố Thanh Hóa, huyện Đông Sơn không chỉ có quốc lộ 45-47 mà còn có các tuyến đường tỉnh và tuyến đường sát chạy qua. Do đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện khá phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào dịp lễ Tết. Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an huyện Đông Sơn đã huy động lực lượng triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đông Quang là xã có cả đường bộ, đường sắt chạy qua nên tình trạng người tham gia giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lay đèo nhiều người, vi phạm hành lang đường sắt diễn ra phổ biến. Vì vậy, Công an huyện Đông Sơn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền và Công an xã Đông Quang tăng cường tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự giao thông cho người dân. Đến nay, tình trạng người tham gia giao thông tuân thủ các quy định của luật giao thông đã được nâng lên. Thấy rõ nhất là quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy. Trước đây thì trong tình trạng là đội mũ bảo hiểm tham gia an toàn giao thông trên địa phương thì cái tỷ lệ người tham gia đội mũ rất là ít. Nhưng qua quá trình công tác đảm bảo an toàn giao thông đối với người dân tham gia an toàn giao thông mà đội mũ bảo hiểm là rất là tốt, tỷ lệ gần như là tuyệt đối. Tương tự tại xã Đông Khê, Công an huyện Đông Sơn đã phối hợp với chính quyền và công an xã tập trung tuyên truyền về trật tự giao thông, không chiếm dụng hành lang đường bộ, bày bán hàng hóa gây cản trở giao thông. Vừa qua thì công an huyện cũng đã rất quan tâm đến xã Đông Khê, cho nên là tổ chức cái việc tuyên truyền cho nhân dân bằng hai hình thức. Hình thức thứ nhất là bằng các cái băng rôn, pano áp phích trên các cái tuyến đường trọng điểm là chúng tôi là bố trí các cái pano để tuyên truyền cho mọi người chấp hành. Cái thứ hai là thông qua các cái hội nghị ở thôn, ở xã để rồi tuyên truyền về làm tốt cái công tác giao thông. Đông Sơn là địa phương vừa có quốc lộ, đường tỉnh và đường sắt Bắc Nam chạy qua. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện giao đội cảnh sát giao thông và trật tự phối hợp với Ban an toàn giao thông các xã, thị trấn và công an xã trực tiếp tuyên truyền trực quan, sinh động thông qua pano, biển quảng cáo về nguy cơ mất an toàn giao thông đến đông đảo người dân. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Mặt khác, Công an huyện còn huy động tối đa lực lượng bố trí làm nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Chúng tôi là tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, mất trật tự an toàn giao thông như hành vi vi phạm về nồng độ cồn, mũ bảo hiểm, hành vi của xe tải chở quá tải, quá kích thước thành thùng. Với giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Công an huyện Đông Sơn, hy vọng tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường của huyện sẽ được đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.